Chào anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái sản phẩm đó là rêu dán AB nha anh em. Đây là rêu dán AB nha. Hai tiếp, đây là hai tiếp loại lớn nha anh em. Đây. Hàng là hàng Thái Lan nha anh em. Rêu dán đa năng AB. Nói chung là dán mọi vật liệu, nói chung hà keo này rất là tốt, anh em dùng rất là nhiều. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em đây, loại lớn hai tiếp lớn nha anh em. Giá của một bộ hai tiếp AB này là 32.000 nha, 32.000 một vỉ nha AB này. Mấy anh em làm nghề cũng hay dùng loại này nhiều thì anh em nào cần mua thì cứ liên hệ mình số điện thoại 0911600357 hoặc là nhắn tin Zalo cho mình cũng được, thiết bị VNC 0911600357. Anh em nào xem video thì nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông nha, để theo dõi mấy cái những cái sản phẩm mà mình giới thiệu review sau này còn nhiều sản phẩm nữa. Giá mình bán cho giá rất là tốt cho anh em nào mà theo bấm theo dõi đăng ký. Anh em cứ nhắn tin cho mình sẽ để lại cho anh em cái giá tốt nhất, và nếu mà anh em ở xa mua nhiều thì mình sẽ hỗ trợ phí ship. Giá một cái sản phẩm như vỉ như dài là 32.000 nha anh em, là mình bán lẻ nha. Nếu anh em mà lấy nhiều thì mình sẽ để giá tốt hơn hoặc là hỗ trợ phí vận chuyển nha anh em. Cảm ơn anh em theo dõi nha, nhớ bấm đăng ký và like chia sẻ video nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Thiết bị VNC nha anh em, mình bên thiết bị VNC 0911600357 nha anh em. Anh em nào mua hàng cứ liên hệ nha.